Dạ con thấy mọi người gấp quá, cho nên con nói với ba con lấy xe chở mọi người lên Sài Gòn luôn á. Em cảm ơn anh Chính nhiều lắm anh Chính. Hồi sáng này nè, tôi gặp chị Tương Măng ngoài đường, chị nói tôi mới biết mọi chuyện. Rồi thằng Long gọi điện về báo nữa. Tôi thấy tình hình gấp quá cho nên mới lấy xe đưa mọi người lên Sài Gòn. Tôi đi chung với mọi người, giúp được gì thì giúp. Tôi đã gọi điện lên thành phố rồi, mấy cái chỗ quen biết á, tôi đã gọi điện hết rồi. Tôi hy vọng rằng mình sẽ có tin mừng sớm. Anh hai, lúc này ai cứu mình cũng quý hết anh hai. Bây giờ anh bỏ qua hết đi, đừng làm mặt chủ ủ vậy kỳ lắm. Anh thương em, anh để anh Chính chở mình đi cứu nhái con gái của em về anh hai. Chú nói nhiều quá, tôi không thương chú sao tôi lên xe ngồi chi. Dừng lại, dừng lại đây. Trời đất ơi, ba đợi làm gì vậy? Bộ tính tự tử hay vậy? Trời ơi, bộ chú tính tự tử hay gì vậy? Huynh đệ với nhau mình đi đâu cũng có nhau, bây giờ mấy ông bỏ tôi là sao? Bỏ thì bỏ, ông đi về, ông tính lên để gặp con hồ ly tinh đó nữa phải không? Trời ơi, gặp cái gì để tôi đi mà. Để cho ông đi. Sao kéo tôi xuống? Tôi cắn răng, tôi cắn cỏ, tôi lại chị. Trời ơi, để cho ông đi giùm tôi cái đi. Ông lên để gặp hồ ly tinh nữa kìa. Trời ơi, hồ nào cũng được, để cho ông đi đi. Rồi, nè nè nè. Tôi cần con gái thôi. Rồi thôi được rồi, bây giờ mấy anh đi đi, tôi về nha. Để chạy đi. Đóng cửa liền lại đi. Ông nhớ chưa? Ông nhanh đi. Còn lép lép con kia đừng biết tôi nghe bảo trời nha. Rồi đủ bộ ba đó, Sài Gòn thắng tiếp. Nè, đi đi, bye bye. Các chiến sĩ lên đường nghĩa bảo trọng nha. Sao vậy? Cái gì? Sao mà cản tôi không cho trở về vậy? Trời ơi, bà biết cái gì suốt ngày bà cứ ghen ghen không à? Ông đi cứu con nhái nhà tôi. Đi nha, bye bye. Bảo trọng nha các chiến sĩ. Trời ơi, thương quá. Bà không đó, cản gì vậy? Cản cái gì mà cản? Alo. Vậy hả? Rồi cảm ơn nhiều. Đã có manh mối rồi. Bây giờ anh hai, anh ba, anh tư với Khánh Long đi tới xào huyệt của Diễm Hồng, giữ chân bọn tội phạm lại. Tôi sẽ liên lạc với cậu Bình rồi báo cho công an để đến yểm trợ sau. Dạ. Rồi mọi người xuống nha. Vậy tôi đi nha anh Chính. Dạ anh Chính, em đi với anh Chính. Dạ, chúc mọi người thành công nghe. Rồi. Dạ. Tôi đi trước nghe. Đi anh Chính. Dạ, tạm biệt anh Chính. Bác hai. Hả? Cái nhà này rất giống cái nhà mà người ta báo tin cho mình. Với lại có hai cái thằng canh cửa nữa, còn chắc chắn là chỗ này luôn. Bây giờ mình tìm cách mình đột nhập vô nhà bác hai. Không được đâu, hai thằng canh cửa đó là bảo đảm là vệ sĩ, nó có vỏ đó, cỡ mấy nay mình vô băng 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 lên đường liền. Thua đồ chết nhát, chưa đụng chuyện mà nó sợ. Nhưng mà sao? Trời ơi anh hai ơi, không biết là có con nhái con tôi trọng không anh hai? Trọng chứ đâu, mọi người cứ bình tĩnh đi, mình phải vào hang cọp thì mình mới bắt được cọp. Hay là con có cách này hay lắm nè. Chú Tư, bác ba, bây giờ á, bác hai với chú Tư giả làm người đi hát xin tiền, còn con với chú ba sẽ ra tay. Thôi, tao không chịu đâu. Sao vậy bác hai? Tự nhiên bắt tao đóng cái vai mà kỳ cục vậy. Anh hai, cái vai hay quá trời luôn. Tại vì tôi không biết ca, chứ biết ca đóng vai anh rồi đó. Em lại anh hai, anh giúp em lần cứu nhái gái em ra đi anh hai. Thôi được rồi, để tao thử lần con sao. Em đang đi trên cầu bông, té xuống sông ướt cái quần ni lông. Dù đây em, dù trời khuya anh vẫn đưa em về. Dù trời dạ, khuya kia. Anh vẫn dạ, đưa lại. Em đi về. Đâu đây? Dạ chú thông cảm, bố thí cho cha con tôi đồng tiền bát gạo. Kẻ mù đuôi tật nguyền tâm tối. Thôi, đang phải cho anh xin. Đi. Dạ xin thì chỗ nào xin cũng được hết, mà không biết cho hay không thôi. Ê sao mày? Ê ông già, hát hay đi, tôi cho tiền. Hát hay cho tiền hả? Hát dở có cho không? Bà con hát con bác làm phước làm phước, giúp cho kẻ đuôi mù tật nguyền. Rồi cố gắng. Hát bài đi tía, giờ hát bài gì tía? Biển cương lá rơi thu hà em ơi,
Đường dài mịt mù anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình. Khóc than riêng em một mình, cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh. Tình đâu bè bàng trong cơn chiến chinh. Đưa tiếng nào hay ré chia, cách trở hận muôn đời. Nói nữa chi thêm ngàn lời. Hay quá mày. Ừ, cũng được. Vô dòng khổ con. Tân Mã ơi, phi nhanh về báo hung tin cho quân ta được rõ. Rằng gió đông sơ đã lìa thay nơi gió bụi xa trường. Bạn tình ơi, đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lành, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Ê, ông già làm gì vậy? Dạ, dạ mấy chú lỗi. Thông cảm, con tôi nó lọt chồng té nổ, dạ nó không thấy dạ, đường. Dạ, dạ. Cá tiếp con. Hay những lúc canh phía tựa rèm châu ngâm ánh trăng tà, nàng có nhớ tới ta tháng năm này đã vui thay giữa dùng tiết trắng à. Cho tiền nè. Dạ, cảm rồi ơn. Đi đi. Dạ. Dạ. Có thể nào cho hai cha con tôi làm thêm bài nữa kiếm cơm không? Sao mày? Cho mấy ông hát nữa không? Ừ, hát đi. Rồi hát bài đi nhau. Ghê chiêu Cà Mau nó cắm sào trên bờ kinh á bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Tao là Hai Lúa, tới đây giải cứu cho cháu tao. Tao là Tư Ếch, tới đây để giải cứu con gái của tao. Thơ ban ngày hả? Tao mà muốn giải cứu. Mày, mày, mày. Trời ơi, ra đi mẹ, ra đi. Bình tĩnh. Nè nè, bây giờ không sao hết. Đồng chí, rõ, đưa mấy cô này ra xe. Rõ, chạy hắn đi. Các anh, giải hết thì công an phường đi. Đi. Đưa mấy cô này ra xe giùm nha. Anh Long, em nhớ. Ê, anh quá. Nhái, anh quá trời luôn á. Em, nè, nhái, em có sao không? Em gặp anh là em hết sao liền luôn á. Em, nè. Diễm, Diễm. Diễm nào? Diễm Hồng đâu? Diễm Hồng bỏ trốn rồi chú ơi. Hả? Cái bà này nguy hiểm dữ lắm. Công an đang truy tìm đó chú. Vậy à? Diễm Hồng. Anh ba. Hả? Trời ơi là trời. Tới giờ này mà anh vẫn còn bê bà Diễm Hồng. Mê gái quá. Ờ, đâu có. Tôi muốn bắt ngay thủ phạm chứ bộ. Thôi thôi, mấy chú đừng có cãi giả nữa. Nhái. Dạ. Bây giờ em lên công an phường để lấy lời khai nha. Dạ. Mấy chú cũng lên trển để làm chứng luôn. Ê, ông vừa để phải thôi. Anh à. Dạ. Làm gì vậy? Ê, đâu có phải gì đâu. Nói gì. Anh Khánh Long, em đi hết nổi rồi, anh nằm em đi. Ủa, đi luôn. Để em nói. Luôn muốn cái gì? Để lên. Công việc dạ. Sao rồi hai con? Dạ thưa chú, lượng khách ngày một tăng. Đặc biệt là những loại bình, loại chậu mình làm ngày càng hút khách. À vậy hả? Ba, hồi sáng này có phóng viên điện thoại cho con. Họ muốn phỏng vấn cơ sở của mình đó. Họ nói là từ lúc gốm cúc hoa của mình trở lại thị trường thì được rất nhiều người đón nhận. Chắc là ngày mai vào buổi sáng họ sẽ xuống đây quay phim chụp hình rồi giao lưu luôn đó ba. Được vậy thì tốt quá. Thôi thì hai đứa ráng cố gắng làm việc nghe không? Dạ. À Long nè, nếu con thấy công việc nhiều quá, con coi có ai rành vi tính thì làm phụ với bé Nhú, cho bé Nhú đỡ cực. Dạ con biết rồi ba. À vậy thôi, chú đi. Ghê chưa? Chưa gì ba anh đã binh em rồi kìa. Binh người nào mà binh? Xạo không? Đó, này kêu nè. Dạ. Đó. Dạ. Xịt kêu vô cho đó đi. Dạ. Bên đó xong chưa vậy? Bảy ơi. Dạ sắp xong rồi, con qua liền. Để mấy cái lồng ngoài. Chuyện kỹ đi chú. Đánh chảy tùm lum ngoài đó. Thằng cò. Mấy đứa một tay là. Dạ. Kỹ nha.
Dạ để nó đi con ra liền. Đi đâu mà lẹ vậy? Chào đi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, đậm ghê vậy. Chào mọi người. Dạ, chào chú Chính. Chào chú Chính. Nếu mà chiều nay ai không bận thì làm tăng ca để kịp giao hàng. Nói thiệt với anh Chính, làm riết rồi không biết nghỉ luôn nha. Bây giờ tôi mới nhớ nè, cả tháng này tôi không có được nhậu anh Chính. Rồi từ từ, trước sau gì cũng nhậu mà lo gì. À, mà anh Hai nè, mẻ này sáng nay đẹp quá vậy. Đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về mẫu mã luôn anh Chính. À, anh Chính ơi. Sao anh? Hàng mà mình làm mà không kịp giao cho người ta, như vậy là chứng tỏ là anh là có cái khiếu kinh doanh lắm đó nha. Nhờ mọi người giỏi nghề, chứ tôi có giỏi cái gì đâu. Hàng đẹp thì người ta đặt nhiều, chứ hàng mà không đặt chất lượng, mình có quảng cáo rùm beng thì cũng vẫn bị ế. Chú Bảy, giờ trồng lúa riết phát chán, năng suất thì thấp, mà tối ngày cứ lo chống chọi với dịch bệnh sâu rầy. Xong rồi á, tới thu hoạch á, bán không có được, rồi lúa là bị ẩm mốc. Chán gì đâu chú Bảy. Uống nước đi chú. Chào anh Hai. Chú Hai, có bóng mát này chưa vô đây nghỉ cũng đỡ quá ha. Dạ. Nhà thiếu năm nay vậy đỡ đó, chứ bên nhà tôi năm nay chán dữ lắm. Bởi vậy mới nói người nông dân khổ lắm, trồng lúa chẳng được bao nhiêu, còn cái bọn thương lái thì tự tung tự tác, nó mua tận gốc bán tận ngọn, chán lắm. Còn anh Hai á, giờ sướng rồi, làm thợ cả bên xưởng gốm, không cần lo chăm bón ruộng đồng gì hết. Bởi vậy đám rầy nâu nó lộng hành quá trời. Bộ rầy nâu nó hoành hành dữ lắm hả? Dạ đúng rồi đó anh Hai. Anh biết không, năm nào á, dân mình cũng bị rầy nâu phá hoại hết á, không để ý một chút nó phát tán dữ quá anh Hai. Phân bón á, thì mình bón quá trời luôn, vậy mà năm nào hạt lúa nó cũng không có chắc hết. Tôi thấy làm xưởng gốm với anh Hai vậy mà ngon rồi nha. Nó không có thấp thỏm vất vả như tụi em, ngán quá anh Hai ơi. Nói vậy đâu có được thím. Dân mình hồi nào tới giờ làm ruộng, làm cái gì cũng là nghề phụ. Trồng lúa mà phát triển kinh tế nhờ cây lúa mới là thứ thiết yếu. Từ hồi nào tới giờ á, anh Hai là người đầy sáng kiến, vậy mà tại sao không phát minh ra một cái ý kiến gì để cho bà con đỡ đi anh Hai? Nói vậy đâu có được chú. Tôi là hay lúa, chứ đâu có phải là nhà khoa học hay lúa đâu. Thôi ngồi nghỉ mát nha, tôi xin phép về. Về chú Hai ơi. Dạ anh Hai đi. Hai đi, khỏe nhà chú Hai. Hồi nào giờ anh Hai là người có nhiều phát minh, mà sao tôi không thấy phát minh giúp bà con trồng lúa đỡ cực và hiệu quả cao vậy nè. Đúng rồi đó. Bỏ thêm củi vô. Anh Hai nè, xưởng mình bây giờ có nhiều đơn đặt hàng là cũng nhờ sự giúp đỡ của anh đó. Tôi cảm ơn anh nhiều. Trời ơi. Thế mỗi chú người đóng góp một chút, chứ đâu phải mình tôi đâu Chính. Đó anh nhìn đi, thấy tụi nhỏ làm việc mà thấy ham luôn đó. Ngon nước đi anh. Dạ. Tôi cũng chỉ hy vọng sắp nhỏ rồi sẽ phát triển cái nghề gốm cúc hoa của xẻo lá mình rộng khắp cả nước này nè. Dạ. Mai này cái tên xẻo lá này nè cũng nhờ gốm cúc hoa mà ta biết đến. Lúc đó tu danh có chết cũng sướng hơn chứ ha. Uống nước đi anh. Anh Hai nè, có cái chuyện này tôi muốn nhờ đến anh. Chuyện gì anh Chính? Thì anh Chính, anh Hai. Anh Hai,
Dạ. Hai ngồi dùng nước luôn nghe. Dạ, để em, để em. Trời ơi, anh Chánh ơi. Ừ? Mấy bữa nay lại buồn nó tới nó hỏi thăm quá trần luôn á. Không ấy anh cho em làm đại lý của anh được không tính. Bậy bà. Thì em nói chơi thôi mà, anh Hai làm gì dồn quá. Thôi rồi, chuyện đó tính sau đi. Anh Hai nè, ngày mai á có phóng viên từ Sài Gòn xuống, tôi nhờ anh tiếp họ giùm nghe. Trời đất ơi, tôi biết gì đâu mà anh Chính kêu tôi trả lời. Thì họ muốn biết về ngành gốm Cúc Hoa thì tất nhiên là phải gặp ngay người thợ giỏi thợ cả chứ. Còn tôi á thì chỉ là buôn bán thôi, tôi biết gì đâu mà tôi nói. Thôi thì anh giúp tôi lần này nghe. Ơi, cái vụ này anh Chính để em đi. Nếu anh Hai từ chối, anh Chính đừng lo, có em. Trời ơi, cái nghề gốm Cúc Hoa này em rành số 1 luôn. Với anh Hai nào giờ anh không có thích người này người kia hỏi tới hỏi lui, đúng không anh Hai? Anh Chính à, anh Hai à, thì thiệt là tôi không có ham gì mấy cái trò báo chí. Nhưng mà ở đây là sao? Đây là bộ mặt của Sẻo Lá mình, là cái danh tính, cái danh dự của xưởng gốm mình. Cho nên là khi mà cái người đứng ra đại diện để mà trả lời phải là người có tri thức, phải là dòng dõi nho nhã. Tôi nói tôi thì quá đáng, chứ thiệt tình chỉ có tôi là xứng đáng thôi. Ôi, trời ơi, cái đồ nho chùm mà cũng bày đặt học thức. Tôi thiệt tình tôi thấy á là chỉ có anh Hai trả lời phỏng vấn là hợp lý nhất. Cái gì? Ở đây á không có ai rành cái tinh túy, cái truyền thống quý giá của từng sản phẩm như là anh Hai đây. Thôi anh Hai, anh Hai ráng giúp tôi về vấn đề này nghe. Cực á, thì tôi không có sợ. Tôi chỉ sợ không biết nói gì. Người ta cười, người ta nói dân Sẻo Lá mình là hai lúa. Anh Hai đừng có nghĩ vậy. Ở Sẻo Lá này mà không có hai lúa thì không còn là Sẻo Lá. Anh cứ nghĩ cái gì, anh nói cái đó. Tôi bảo đảm á, anh trả lời phỏng vấn xong là nổi tiếng luôn. Hey, Quang Hồ. Thôi anh Chính đã quyết định như vậy rồi, thôi coi như là cũng chính xác rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh Hai một điều là nay mai anh có nói chuyện với cánh nhà báo á, thì anh cũng giới thiệu sơ về cái bộ mặt Sẻo Lá mình một chút. Anh cũng nói là Sẻo Lá mình cũng có những người dòng dõi nho nhã, tri thức, chứ không phải là ai lúa miệt vườn. Thôi được rồi, để ngày mai tôi giới thiệu chú là nhà nho. Dạ. Mà Hai dạ. Uống nước. Mời. Dạ uống nước anh. Dạ. Ủa ông à. Sao nghe nói là sự gớm ông bữa nay là tăng ca tăng kiết gì đó, mà sao ở nhà thảnh thơi chơi mai quá vậy? Tôi bây giờ lớn tuổi rồi, cái vụ tăng ca tăng kiết để mấy đứa thanh niên nó làm. Mà ông thấy sao? Tôi đang chăm sóc cái vườn mai của tôi nè. Cái gì? Ông đừng nói tôi là ông nghỉ làm để nhà chơi mai nghe. Chơi? Làm đổ mồ hôi sôi con mắt chứ chơi gì? Nãy giờ bạn thấy tôi làm việc à? Trồng mai bán Tết là kiếm bộn tiền, chứ không phải kiếm tiền cắt như bên xưởng chín gạo đâu. Ôi thôi đi ông ơi, từ hồi nào tới giờ tôi thấy ông trồng cây đó mà có bán buôn được cây nào đâu, mà bày đặt kiếm bộn tiền. Mệt. Bà này mở miệng ra là nói chuyện suy quẩy suy quẩy suy quẩy suy quẩy suy quẩy không à. Liệu chú Hai Lúa có còn muốn tiếp tục theo đuổi và phát triển nghề gốm Cúc Hoa không ạ? Thưa mấy chú, là tôi yêu nghề gốm này dữ lắm. Nó cũng là một phần tâm hồn để giải trí. Đó cũng là sự sáng tạo của người Sẻo Lá. Những gì cần nói, cần dạy, tôi đã truyền đạt hết cho lớp trẻ rồi. Cái mà tôi mong á là tụi trẻ sau này nó phát huy, để cái nghề gốm Cúc Hoa nó vững vàng bên cạnh nghề nông truyền thống của quê hương. Bản thân tôi sinh ra, lớn lên gắn liền với cái tên Hai Lúa. Làm cái gì rồi tôi cũng phải suy nghĩ tới cây lúa. Dạ, vậy phỏng vấn cũng đã xong rồi. Chú Hai cho tụi con chụp mấy tấm hình nha chú Hai. Trời đất ơi, chụp tôi làm chi? Chụp ba cái sản phẩm làm ra kìa. Dạ, chỉ nhiên tụi con phải chụp hình sản phẩm, nhưng cũng phải chụp hình thợ cả khu gốm Cúc Hoa để cho độc giả còn chiêm ngưỡng chú nữa chứ. Tía,
hả? Tía đẹp trai mà, tía chụp đại đi, mai mốt rước thêm mấy bà nữa. Nói tầm bảy tầm ba. Dạ bây giờ con chụp nha. Dạ. Cười lên tía. Cười nữa hả? Buồn hả tía? Trời ơi, thiệt luôn á, con nói với tía rồi, tía đừng có buồn nữa. Má với chú Chính không có chuyện gì đâu. Má lúc nào cũng một lòng một dạ với tía, không có tơ tưởng đến người khác đâu. Tía cứ hưởng lầm má như vậy, con thấy tội nghiệp má quá. Con đang nói nhảm gì vậy? Thì con thấy tía buồn, con nghĩ là tía giận má, giận chú Chính gạo, cho nên tía không đến xưởng làm nữa, không phải không? Ăn no tối ngày suy nghĩ ba cái chuyện tào lao không? Tí buồn là thấy gia đình mình với bà con cực quá. Quanh năm làm ruộng, cực khổ trăm bề mà không có dư ra đồng nào. Tí nói con cũng thấy đúng á. Sao con thấy mấy chỗ khác á, người ta cải tiến dữ lắm rồi tí ơi. Bây giờ nông dân người ta làm ruộng á, nhàn nhã thảnh thơi lắm. Chứ sao ở quê mình á, thấy người ta làm ruộng theo kiểu truyền thống, vất vả cực khổ à. Nhu à? Dạ. Tí muốn mở một cái xưởng xây xác về cơ bản, giống như cái xưởng khoa học ngày hồi trước vậy. Nhưng trước mắt mình làm quy mô nó nhỏ hơn, để phù hợp với nhu cầu của bà con, kinh tế nhà mình. Con thấy có được không? Con thấy được đó tía. Mở một nhà máy như vậy thì con nghĩ chắc là bà con mình sẽ làm việc theo quy trình khép kín, và sẽ thảnh thơi nhàn rỗi hơn nhiều đó tía. Ừ. Lúc đó bà con mới yên tâm canh tác, lại nhàn nhã tha hồ có thời gian làm gốm, trồng rau, chăn nuôi. Không mấy hồi bà con mình sẽ khá lên. Con sao ạ? Tại con thấy á, nếu mình mở một nhà máy như vậy là phải tốn tiền vốn chắc cũng không nhỏ đâu. Mà nhà mình có dư giả gì đâu, chắc má không chịu đâu tía ơi. Tía chỉ lo không có chuyên môn, không hiểu biết rồi làm ăn bậy bạ, mất lòng tin của bà con rồi dẫn tới sạt nghiệp. Còn cái chuyện của má bay để đó tía lo. Không lẽ tía con mình làm đúng mà bà không chịu? Dạ, nếu vậy thì tía mở nhà máy đi. Con sẽ trở thành một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho tía, hỗ trợ hết mình luôn tía. Con nói vậy tía yên tâm rồi. Dạ. Con được học hành tử tế trong nhà máy, có hiểu biết. Khi tía con mình mở xưởng thì mới hoạt động tốt được. Dạ. Vậy ha. Dạ. Thank you.